minh, vui vẻ, hài hước. Xin giới thiệu cặp đôi Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ, em mặc bộ đồ màu gì em? Dạ, màu này người ta gọi là màu nude. Bộ này đẹp dạ, nhưng không hợp với em. Chứ em hợp với bộ nào? Dạ như là cái bộ áo dài mà chị Phi Nhung hay mặc á. Dạ, đợt sau em sẽ mặc. Chương trình này chỉ mời một lần thôi, không có đợt sau. Dạ. Còn không, thí sinh sau thì em vô thay bộ khác thì được. À dạ, vậy đi. Ba thí sinh lận, mình thay ba bộ. À dạ dạ. Nha. Dạ. Câu hỏi chúng tôi bao gồm những câu hỏi về kiến thức cũng như đời sống, thường thức, khoa học, kỹ thuật. Thường là nói về kiến thức nhiều không anh? Nhiều chứ, cũng có nhiều chứ. Sao vậy? Dạ thì đó, kiến thức. Câu là kiến thức là để anh đạt. Kiến thức về gia đình. Em thì kiến ngủ à anh ơi. Quá. Trà sẽ là người chơi đầu tiên ngày hôm nay. Còn người đàn ông này là? Dạ đây là ông xã của em. Nói tiếng Việt chậm chậm, nói được mà chậm. Nhưng mà anh xã là người gì? Anh quốc tịch Mỹ, gốc Hàn Quốc. À, người Mỹ gốc Hàn. Dạ nhưng mà lai Việt. Nó hơi khó hơn chút anh. Anh nói tiếng Việt nhiều không? Nhiều. Mà ở nhà anh nói tiếng Hàn Quốc. À. Ba anh Hàn Quốc. Trời, mẹ. Trời, tiếng Hàn Quốc có làm bị dạ đây nè dạ. Ủa ba. Trời, ông ba là dùng cho những người mình yêu thương đúng không? Ông người thằng anh Uni là gì? Không phải, tự nhiên là chị. Nè, bây giờ hỏi nè, mình rành tiếng Hàn, rành tiếng Việt và rành cả tiếng Mỹ nữa đúng không? Rành tiếng Mỹ nhất. Vậy là quá thuận lợi đúng không? Dạ, nói tiếng Mỹ với anh dạ. Hello, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. What is your name? My name is Lâm Vĩ Dạ. Mình nói tiếng Việt với nhau cho nó dễ. Chị khó khăn vậy. Are you a singer? What? Are you a singer or an actress? I'm hoa hậu. Hoa hậu, okay. Yeah, hoa hậu. Anh hỏi em là ca sĩ hay diễn viên, em nói em hoa hậu. Hoa hậu. Miss Bình Miss Lợi. World. Miss Universe. No, no, Miss Universe. Miss cậu Bình Lợi. Thì dạ cũng đi Mỹ nhiều, qua bên Mỹ thì nói tiếng Mỹ cũng giỏi. Thường thường là khi mình vào Mỹ là phải qua cái cổng immigration đúng không? Đó, immigration là người ta kiểm tra đúng không? Thường thì người ta 5 phút, dạ tiếng rưỡi mới qua được chỗ đó. Wow. Thì dạ anh, đó. Đi lâu dữ vậy? Mà khi mà người Mỹ người ta nói mình mà mình không hiểu là mình đâu có what được chữ mặt người ta đúng không? What? Hồi nãy what? Mình phải excuse me. Excuse me. Không, cái đó vẫn chửi nha. À vẫn còn chửi à. Excuse me. Excuse me. Chị nói lớn quá là giữ chị 2 tiếng luôn đó. Dạ hỏi ảnh là sống ở thành phố nào mà ở được đó được bao nhiêu năm rồi? Anh là sống thành phố nào? Ủa tiếng Anh kìa. Cái gì? Tiếng Anh á. À you like you. Where do I live? Where city? I live in Dallas, Texas. À Dallas hả? Dallas, à em biết Dallas. Dallas nó gần Đà Lạt á. Ok. Yeah. Khoan. Dạ muốn nói gì vậy anh không? No ga, ok, no ga. No ga. No ga. Yes. If you are more ga, everybody die too. Ok. See you later. See you later. Và kết quả của chương trình. Trời đất ơi. Có lẽ đây sẽ là người đầu tiên lấy được xe hơi của chương trình. Đưa em về nhà. Anh ơi, ở trong kia xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái màn kịch ở đây. Mình cứ nhảy múa nha. Chúng tôi tập trước. Oh. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh V Channel HTV2.